Ồ, tự nhiên nói anh sang quay xe. Đó. Anh đọc cũng ai mà ai chứ. Đấu qua đấu lại ai được hưởng lợi. Đó là Dạ. đứa. Dạ. Chặt thu lên người hiện rồi. Đó là hay. Phải nói à, dạ hiện tại thì anh Sang với chị ơ cũng vừa đến luôn đó nha. Sáng nay anh chị đến rất là sớm á. Dạ. Ôi, mới nghe kênh Facebook anh bị hack luôn hả anh Sang? Em nghe anh nói là kênh Facebook anh bị hack luôn hả? À. Thì là con cây bay kênh bay Facebook vậy rồi. hả? Bay đó ngày qua đang live stream bay luôn rồi. Bay nhiều quá, bay lắm. Rồi, chị Long mới về đi xong. Đi ra ngoài kia rồi. Dạ đi. Nó có được con lan không? Không. Con trai đây là mặt. Kênh nó nói gì anh hả? Nó quay xe luôn. Ồ cha. Phải là cũng bò bên kia cũng bò mấy người kia cứ rau kẹp công thích rồi chia giá thêm mọi là bên người đâu đó nhiều quá thích cái đấu đá nhau ngồi tính lợi đúng bò thịt lợi thôi dính thuê chị là tất nhiên lớn đây là 13 tuổi nói chung là anh đừng có đóng tính mà qua chị cũng chia sẻ là con em đang như cái bình thường có đóng này có thu luôn bên kia cũng bò rồi với nhau nữa qua đi cái máy tôi cũng nói lên mày biết là đến chính anh đi dàn tiếp để qua thôi. Dạ. Nói chung là cây này không sẵn chuyện luôn anh, cho em đừng có buồn. Người nói, mọi người nói thôi. Qua em lên coi em hết hồn, tự nhiên nói anh Sang quay xe. Anh đọc cũng em chứ. Đấu qua đấu lại ai được hưởng lợi. Dạ. Đó là đứa. Dạ. Chặt thu lên người hiện rồi. Đó là hay. Phải nói anh Sang lúc nào chị Loan ở đâu là anh Sang theo bảo vệ cũng như là đúng rồi làm gì làm nghĩ sao mà đi chia rẽ nội bộ đúng không, chia rẽ đây những là anh em cái mà bên mình hơi hơi gọi là hơi yếu cho nên bên kia là công kích tứ phía để có đúng thể rồi chia giá bớt người nào hay người đó để công kích chị Loan với chị Ni đúng rồi. Dạ hiện tại thì Hạo Nhân cũng ra tới tòa án rồi nè cả nhà. Đó, hiện tại thì chị Loan cũng đã vào bên trong rồi. À, Hạo Nhân thì đang đứng phía xa tòa án thành phố Hồ Chí Minh này cả nhà. Ở bên trong đó. Hạo Nhân thì đang ở bên đây. Dạ thì hiện tại bên trong thì phải là bên phía bên kia thì cơ quan chức năng làm việc rất là nhiều, không có cho quay cả nhà.
thì Hồng Nhân đứng phía bên đây cũng như là quay chia sẻ cho cả nhà mình xem. Thì sáng hôm nay gồm có bao nhiêu người thì Hồng Nhân sẽ nói cho cả nhà mình nghe luôn ha. Chị Hồng Loan, anh Hải, Bùm Bùm cùng với lại anh Thành Mỹ. Hiện tại thì anh chị đi trước và chút xíu nữa thì cái anh Sang đến cả nhà. Anh Sang đến, anh Sang cùng chị ở đến và thấy anh chị rất là buồn cũng như là rất là bức xúc. Nhiều người lên mạng tấn công anh chị rất là nhiều luôn. Đó, nói anh chị là quay xe nhưng thật sự là anh chị đâu quay xe đâu có nhà. Và nói là hậu nhân quen chị rất là nhiều và đôi khi hậu nhân cũng đi theo anh chị quay cùng với lại tất cả anh chị trong team ăn uống này kia. Thật sự nói đúng ra nếu mà nói anh Sang quay xe thì thật sự là hậu nhân chưa có thấy động thái nào để quay xe cả nhà. Hiện tại trên mạng tấn công anh Sang rất là nhiều thì theo như hậu nhân cảm nghĩ cả nhà, hồi nãy anh Sang anh có chia sẻ thế này, anh không đứng về phía bên nào hết, anh đứng đứng giữa, anh phiên đó cả nhà, anh đứng đứng giữa, anh đứng đứng giữa, anh hòa giải, anh hòa giải hết cho mọi người đó, đúng cả nhà. Nói đúng ra sự anh Sang hay mỗi chỗ mà chị Hồng Loan ở đâu đó, thì anh đều ở đó. Nhiều người chỉ trích anh chị rất là nhiều nhưng mà sự nhân cảm nhận như thế này nè cả nhà, anh lúc nào đó, anh cũng đi theo bảo vệ chị Hồng Loan cũng như là những cuộc đi ăn đi uống này kia đều trong những cuộc anh chị nói chuyện đó, thì hậu nhân không có tham gia vào. Thì anh Sang anh nói á, anh đứng ở chính giữa, anh khuyên mọi người đừng có hơn thua nhau rồi đừng có giận hờn nhau, ở đứng anh khuyên nói như hậu nhân cũng cảm nhận như vậy. Và hiện tại tới bây giờ chưa thấy động tác nào mà anh chị quay xe hết, nhưng có nhiều kênh YouTube lên nói là anh Sang quay xe. Theo cả nhà cảm nghĩ như thế nào cả nhà? Hậu nhân từ lúc trước tới giờ, từ lúc trước tới ngày hôm nay là hiện tại chưa thấy dấu hiệu gì là gọi là quay xe hết, mà chưa có những cái động thái nào mà làm ảnh hưởng đến chị Hồng Loan và chị Hồng Ly hết. Thật sự trong tâm và chia sẻ có thế nào hậu nhân biết được thế nào hậu nhân chia sẻ như thế đó, còn về sau nữa như thế nào thì hậu nhân không thể nào nói hết được. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác cả nhà, mình đâu biết được rồi mình nói hết đúng không cả nhà. Thì về sau như thế nào nữa thì hậu chỉ chia sẻ cả nhà mình biết. Và theo như hậu nhân cảm nghĩ xong phiên tòa này thì chị ơ hoặc là anh Sang sẽ lên nói và đính chính lại cái sự việc mà người ta vu khống mình, người ta bịa đặt lên để mà ta nhằm người ta câu view câu like để mà ta hại mình. Hồi nãy anh Sang hỏi nếu mà chia rẽ như vậy á, ai sẽ là người hưởng lợi? Thì bạn gái hồi nãy là nhịp sống Indo cũng có chia sẻ là người xấu hưởng lợi. Anh Sang nói đúng rồi đó. Chia rẽ như vậy á, để mà người xấu được lợi và chị Hồng Loan sẽ là người phải chịu áp lực nhiều hơn nữa. Thật sự hậu nhân suy nghĩ không biết thế nào. Mọi người hãy lên mà mọi người nói như vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều cho anh chị trong việc kinh doanh và mua bán. Dạ lát nữa có thông tin nào mới nữa thì em sẽ chia sẻ cả nhà biết nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà mình luôn thành công nha.